Chào mừng toàn thể anh em đến với cày chảo Vũ Hải trong buổi tối ngày hôm nay. Hôm nay anh em chúng tôi đang có mặt tại xã Đại Trạch của huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, lắp đặt và sử dụng dàn cày 5 chảo cho con máy Kubota 5018 của anh Nguyễn Văn Huân. Khá là ok, chạy như phi ngựa luôn. Quá ghê gớm, quá khủng khiếp. Anh chạy quá nhanh, em không đuổi kịp được. Với cái tầm lái máy đẳng cấp như này, quá ghê gớm, bác đánh máy về luôn rồi. Về đấy hả anh? Anh em mình về thôi. Úi dồi ôi, kinh, máy khỏe, cày ok, anh vít khiếp thật. Nhưng mà hình như là hết dung lượng hay sao nhỉ?